Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang đến với kênh YouTube của mình. Và mình là Huỳnh Như đây. Còn mình là Triệu Khải Di đây. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ đưa Triệu Khải Di đi đến một vùng đất thật là xa xôi. Đó chính là Nhật Bản. Và các bạn biết Nhật Bản là món ăn truyền thống là gì không? Đó chính là những món thịt sống các bạn ơi. Và hôm nay thì mình sẽ cho Triệu Khải Di ăn tôm sống các bạn ơi. Ok các bạn ơi, đây là những con tôm mình mới mua nè. Nè các bạn thấy không? Đây là con tôm mình mới mua nè. Nó rất là bự luôn, đây là con tôm càng xanh nha các bạn. Có con tôm có trứng nữa luôn. Nè, nhìn ngon quá ha. Còn đây là bịch ớt mình mới mua hồi sáng nè. Ớt này mình để làm muối ớt siêu cay để mà ăn với tôm sống đó các bạn. Còn đây là bịch chanh nè các bạn, mình cũng mới mua hồi sáng luôn. Còn đây là hai cái trái chanh siêu to khổng lồ nè. Để mà làm được tôm sống trái chanh thì mình cũng phải cần có chanh đúng không nè. Mà hồi đó giờ là mình chưa ăn tôm sống trái chanh bao giờ luôn. Không biết là cảm giác của nó sẽ như thế nào ha. Mình thấy mọi người thường ăn á thì nó rất là bình thường. Còn đối với mình đây là lần đầu tiên thì không biết nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi mình làm tôm sống trái chanh nhé. Ok bây giờ thì mình sẽ rửa tôm. Vậy lấy giùm chị cái thau đi. Nè. Nè. Rồi, cảm ơn cục vàng. Gớm quá. Bây giờ hôm nay bà sẽ rửa tôm mà bà ăn không biết. Ăn tôm này nó sẽ như thế nào nha mấy bạn. Hồi hổm là mình ăn tôm thẻ, còn bây giờ là mình ăn tôm càng xanh nè mấy bạn. Con tôm này không biết có độc virus hay không nghe. Dạo này virus nó lan truyền tới thành phố rồi, đang chuẩn bị qua tới Mỹ Tho, xâm nhập vô tới nhà của bà Như rồi. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình thử thách á, mình liều mạng mình ăn sống cái tôm này luôn, không biết là cảm giác như thế nào. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy đăng ký và share cái video này ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ rửa mấy con tôm này nè. Này là bà phải rửa thiệt là sạch, rửa cho kỹ mấy cái trứng á, chứ không thôi ăn dính trứng là có thể là sanh ra trứng luôn đó, nhiều trứng lắm đó. Mình rửa xong rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ lột cái vỏ của con tôm ra nè. Để mà mình tái chanh đó. Mà mình không biết là ăn cảm giác nó sẽ như thế nào. Thật sự là từ đó tới giờ mình chưa ăn tôm sống tái chanh bao giờ luôn á. Ủa cái gì đỏ đỏ nè, chắc là trong thịt của con tôm nó. Bà lột nó đau lắm đó bà nội ơi. Cái này là bà lột nó đau quá, nó khóc rồi nó ra máu nè. Tôm mà khóc ra máu không? Vậy chứ bà bóc lột bà bẻ đít người ta kêu mà không ra máu sao được. Cái đuôi của nó má ơi. Ôi các bạn ơi, con tôm mà nó có nhiều màu khác nhau luôn nè. Cái này là màu đỏ, còn cái này là màu xanh nghe. Chưa tái mà nó tái màu trước luôn rồi. Kiểu như là nó sợ nó đi đầu thai sớm rồi đó. Có con thì đầu thai, con nào mà đỏ thì đi đầu thai rồi. Còn con mà còn xanh đó là nó còn sống đó mấy bạn. Nó chờ tái chanh rồi nó mới đi. Nhìn kỹ mấy cái trứng này mấy bạn, y như là những cái trứng mà ở trong bộ phim hoạt hình cổ đại á, mà ninja mà nó tiến hóa thành những cái trứng này nè, đùm đùm này nè, xong rồi ngày tháng thì nó mới thành cái con bự nè. Mấy bạn nghĩ nhớ kỹ đi, trong một bộ phim hoạt hình nó có một cái trứng này nè. Phim hoạt hình gì vậy? Phim hoạt hình ninja mà tiến hóa thành Pokemon á. Bộ mày sống trong thế giới cổ đại hả? Trên núi mới xuống hả? Dưới lỗ mới chui lên má ơi. Mới chui lên mà như cây cổ thụ vậy đó. Mình đang cắt cái chỉ lưng của nó ra nè. Ở trong đây có cứt của nó các bạn. Mình phải lấy nó ra để thôi mình ăn mình sẽ bị đau bụng á. Mình sẽ lấy sạch nó ra luôn. Đó, thấy không? Sạch rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy muối và đường, bột ngọt để mình đâm muối ớt nè mấy bạn. Để một chút xíu nữa ăn cho nó ngon. Đây. Đầu tiên là mình sẽ để bột ngọt vô nghe. Đây một ít bột ngọt. Và muối nè, để muối nhiều một chút xíu nha mấy bạn. Bình thường người ta nói để muối nhiều một chút xíu luôn, ăn cho nó tăng thêm cái calo của não á mấy bạn. Để nguyên chén luôn. Bà dịch không hết mẹ ra không muối. Lấy tấm thớt cắt chanh mới được các bạn ơi. Mỗi lần mà người ta nói anh nhạt thì anh sẽ ngậm một muỗng muối cho nó mặn. Mấy mừng con á anh lắm. Mặn quá anh cho gửi thêm miếng đường. Mặn thế mẹ. Mặn thế mẹ. Mặn thế mẹ. Ok ăn. Ok các bạn ơi, tôm thì mình đã cắt ra và mình ướp nước đá như vậy rồi nè các bạn thấy không? Mình đã có một chén muối ớt luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ
cắt chanh ra để mà tái tôm các bạn ơi. Rồi mấy cái này á mình sẽ nặng lên đây nghe mấy bạn, phải không? Làm gì phải không? Đúng rồi, nặng vô. Nè. Dưới cơ bản như má của mình vậy đó mấy bạn. Nó nặng lên đây nghe. Đó. Tái. Rồi xong một chút xíu nữa, một mình nên bắt ăn nha mấy bạn, chứ mình không có dám ăn cái tôm càng xanh này luôn. Mình thì chỉ ăn được tôm thẻ mà nó tanh gình tanh nói. Nhưng mà còn cái này thì ui, ông nội ơi. Ăn đi nghe cưng. Ăn đi rồi hồi lo mà xanh đẻ. Cái này nặng vô đây mấy bạn. Hồi hổm đó mình ăn rồi nặng xong rồi, rồi đợi nó 5-10 phút thì nó tái rồi mình mới ăn được nha mấy bạn. Đây. Đó. Nhìn thì nó ngon ghê luôn mấy bạn, nhưng mà không biết ăn rồi sao nghe. Ăn vô xong bà Như bà sẽ đẻ luôn nha mấy bạn. Đẻ cái đầu nhà ngươi chứ đẻ. Sau khi mà ướp với chanh một hồi á, tái chanh một hồi á là tôm nó cứng lại nè các bạn thấy không? Nè nó trắng lại nè, nó cứng lại nè. Có, ăn được rồi đó, ăn đi. Đó. Ok bây giờ các bạn ơi, mình sẽ thử hết bản thân, mình sẽ ăn tôm sống tái chanh với muối ớt siêu cay này nè các bạn, xem là mình có đẻ giống như thằng Di nói không nha các bạn. Tào lao quá đi. Xin mời các bạn ăn với mình nha. Đây là lần đầu tiên mình ăn, thực sự mình rất là lo lắng luôn á. Không biết là nó sẽ như thế nào đây. Mùi vị nó ra làm sao vậy? Chưa thấy gì hết trơn á. Ok các bạn ơi, mình sẽ ăn nửa con tôm còn lại luôn. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình ăn luôn á. Mình cảm thấy thịt tôm nó rất là ngọt. Nó không còn cái mùi tanh nữa là do mình tái chanh á các bạn, với lại chấm với muối ớt này nè. Vì nó pha ngon lắm các bạn, ngọt ngọt, chua chua, cay cay. Ăn với tôm này nó ngọt ngọt, nó ngọt thanh mà nó giòn sực sực luôn vậy á. Rất là đã luôn. Vậy quất luôn cái đầu luôn đi. Không ngờ là lần đầu tiên mình ăn lại nó ngon đến như vậy luôn á các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho Di nó ăn thử để nó coi là nó có đẻ hay không nha các bạn. Tào lao bà. Ăn đây, làm ăn gì đây. Có lỗ đẻ. Bà nghĩ sao mình mà có lỗ đẻ, đâu phải như bà đâu. Máy với đực nó khác nhau. Bây giờ mình sẽ ăn nha mấy bạn. Đây quay cho em ăn đi. Ăn này chắc ra thêm lỗ nữa quá. Ghê chết mồ. Thịt tôm này nó ngọt hơn thịt tôm kia mấy bạn à. Ăn hồi chết lên máu thiệt luôn á. Ê ghê. Thôi lỡ ăn thêm con nữa đi. Thôi lỡ ăn thêm con nữa đi. Thôi lỡ ăn thêm con nữa đi. Chứ đói. Đây nè mấy bạn. Đã. Má ơi lội ra nguyên cái cục cứt. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ăn nè. Mình không ngờ là thật sự nó ngon cực kỳ đến như vậy luôn á. Xin mời các bạn nha. Nhưng mà nếu các bạn nào chưa ăn thử thì các bạn hãy ăn thử đi. Mình cảm thấy nó rất là ngon luôn. Thịt tôm nó rất là ngọt. Chấm với muối ớt siêu cay nè, ăn rất là đã luôn á. Xin mời các bạn nha. Quất luôn cái đầu rồi. Ăn luôn cái đầu luôn. Ăn cái đầu mày được á. Cái đầu này sao mà ăn hả? Ngon quá các bạn ơi. Mình phải làm thêm một con nữa các bạn ơi. Ăn xong con tôm này mình không có đi đẻ. Chắc phải gì nó buồn lắm á các bạn. Nó mới gì buồn. Cho bà bích lưu đích luôn. Xin mời các bạn nha. Nó ngon. Còn ba con nè bạn, hết đi. Ăn đi. Sao ngồi bơ đó rồi? Cay quá à. Sưng cái mặt luôn rồi nè. Cay quá các bạn ơi, lần nào Khải Di nó làm hả? Muối ớt này hả, nó cũng để mười mấy 20 trái ớt vô á, mình ăn rồi hả, mình cay cái mỏ mình lần nào nó cũng sưng vậy nè, nó kêu là ăn cho cái mỏ bà cay, cho cái mỏ bà nó nhọn ra chứ để tôi thấy cái mỏ bà tròn quá à. Mà cay muốn chết luôn vậy, mỗi lần mình ăn cay là mình đi ỉa nó bị đau cái đít à. Ok các bạn ơi, bây giờ thì còn có mấy con nữa mình sẽ ăn hết cho các bạn xem nha. Các bạn có thấy cái chén muối ớt không? Nó đỏ lòm đỏ lét luôn vậy á.
Nhưng mà hiện tại cái mặt mình nó còn đỏ hơn cái chén quất này nữa các bạn ơi. Ok, xin mời các bạn nha. Các bạn có thể nhìn thấy cái thịt con tôm nó tươi nè. Và thịt con tôm nó rất là ngọt. Chấm với muối ớt này, chua chua cay cay ngọt ngọt mặn mặn. Mà đặc biệt á, ăn gì nó pha muối ớt ngon lắm các bạn. Ăn là liền luôn á, mặc dù là hơi cay thiệt. Xì nước muối luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một con nữa nha mấy bạn, nó cũng ngon thiệt. Nhưng mà cay quá trời cay luôn mấy bạn ơi. Đây chấm một miếng. Cay còn chết luôn. 1, 2, 3, vô. Mời các bạn nha. Wow. Ăn sống chắc mai mốt bất tử quá. Cay quá à. Đầu tôm mấy bạn có thể làm kem đầu tôm được luôn. Mày điên hả? Cái này mà làm kem ăn cho ói chết hay gì? Cái này ăn không ói, nhưng mà cái này sao sinh tố ăn là ói chết đó nha ông nội. Cười kìa. Cay gần chết luôn à. Cay quá bị sản hả? Bà làm ghê vậy. Ăn đi còn con nè. Đó bà nói ngon lắm. Ăn đi. Ok các bạn ơi, còn một con nữa này là hết rồi. Sáng mình mua cái tôm càng xanh này nè. Nó còn tươi nhảy sơ số luôn á. Tôm này là ở dưới sông người ta nuôi xong người ta đem lên bán. Và mình mua cái giá cũng rất là mắc luôn, là 8 con là 70 ngàn á các bạn. Ok bây giờ mình sẽ ăn hết cho các bạn xem nha. Mình tưởng nó không ngon nhưng mà ai ngờ là nó ăn không ngon không tưởng luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cái món tôm này nó cũng cực kỳ là ngon luôn. Và đây là lần đầu tiên mình ăn nhưng mà mình cảm thấy nó rất là ngon vậy hả? Nó cũng không có tanh, nó cũng không có hôi và nó cũng không có húi như là Khải Di nói nha các bạn ơi. Ngon cực kỳ luôn á. À, cái thằng này. Và bây giờ thì mình với Khải Di sẽ kết thúc video tại đây rồi. Nếu như các bạn thấy cái món hả tôm sống tái chanh chấm với muối ớt siêu cay này ngon thì các bạn hãy để lại cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hấp đây, hấp đây. Hấp đây, hấp đây. Điên hả, hấp cái này cho chết luôn á. Hấp cái này là đẻ thiệt luôn á.